Trên thế giới, Israel nói Hezbollah phóng hơn 1.000 tên lửa rocket qua biên giới. Iran trình làng tên lửa siêu vượt âm mới. Quốc gia NATO đưa quân tới gần biên giới Nga. Xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Argentina. Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đưa dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện. Tại Sài Gòn, hàng chục người dân phải dừng xe nhặt đinh trên quốc lộ. Tại Đà Nẵng, thả rông chó mèo lên phường nhận về. Đỉnh Phan Xipang xuất hiện băng tuyết, Bắc Bộ tiếp tục thời tiết hanh khô. Nguyên Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với video tối nay ngày 20 tháng 11 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành và mở đầu là thông tin liên quan đến tình hình xung đột đang trên đà leo thang tại Trung Đông. Trong cuộc họp vào ngày 19 tháng 11, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Gala đã cáo buộc Iran là gốc rễ của hành động thù địch và gây hấn nhằm vào Israel. Cuộc chiến đang diễn ra trên nhiều mặt trận, dữ dội nhất là tại giải Gaza. Ông Gala tuyên bố, kể từ khi chiến sự nổ ra, lực lượng vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã nã hơn 1.000 quả đạn và các mục tiêu của Israel, song nhóm này hứng thiệt hại đáng kể hơn nhiều. Chúng tôi đã chặn đứng các đội phóng rocket và tên lửa, cũng như là tấn công các tài sản và mục tiêu quân sự của họ. Hezbollah phải trả giá đắt mỗi ngày. Giao tranh tại khu vực biên giới Israel-Liban gần đây đã leo thang. Sau vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas, Hezbollah và một số nhóm vũ trang ở miền nam Liban tập kích Israel gần như mỗi ngày. Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah vào ngày 3 tháng 11 cảnh báo Hezbollah có thể leo thang giao tranh với Israel và để ngỏ mọi lựa chọn trên mặt trận Liban. Israel tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng tấn công lên phía Bắc bất cứ lúc nào. Thủ tướng Netanyahu vào ngày 13 tháng 11 nhận định Hezbollah đang đùa với lửa khi tập kích miền Bắc Israel và cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh tay. Bộ trưởng cùng ngày 19 tháng 11, vệ binh Hồi giáo Iran công bố tên lửa mới mang tên Fatan 2. Đây là một thiết bị lướt siêu vượt âm, công nghệ có rất ít quốc gia sở hữu. Phương tiện lướt siêu vượt âm SLV là một loại đầu đạn có khả năng cơ động và lướt ở tốc độ gấp tối thiểu 5 lần âm thanh. Nó thường được gắn trên tên lửa đạn đạo và có thể thay đổi nhanh chóng quỹ đạo bay sau khi phóng, trở thành mục tiêu khó đánh chặn đối với nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa. Nga là một trong những quốc gia vận dụng thành công trong công nghệ SLV. Moscow sở hữu thiết bị lướt siêu vượt âm Avagas có khả năng bay nhanh gấp 20 đến 27 lần âm thanh, tức là khoảng 24.000 đến 33.000 km/h. Trong khi đó, Mỹ cũng có chương trình phát triển thiết bị lướt siêu vượt âm và tiến hành thử nghiệm. Tuy nhiên, kế hoạch này đang không được triển khai đúng tiến độ ban đầu do gặp một số vấn đề khi thử nghiệm. Iran chưa cung cấp nhiều thông tin kỹ thuật chi tiết về Fatan 2. Chưa đầy 6 tháng trước, Iran công bố tên lửa siêu vượt âm Fatan có tầm bắn 1.400 km và có thể bay gấp 13 đến 15 lần tốc độ âm thanh. Quốc gia NATO đưa quân tới gần biên giới Nga. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 11, lực lượng biên phòng Phần Lan thông báo triển khai binh lính nhằm củng cố cửa khẩu Vasius trên biên giới dài 1.340 km với Nga. Các rào chắn tạm thời đang được xây dựng ở khu vực này. Trước đó một ngày, Phần Lan đóng cửa các cửa khẩu phía đông nam nước này với lý do cần phải ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Các nhà chức trách báo cáo sự gia tăng các vụ vượt biên bất hợp pháp, bao gồm những vụ của người di cư từ Syria, Yemen và Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, ông Antti Häkkämen mô tả việc đóng cửa biên giới là một thông điệp rõ ràng gửi tới Nga. Ông cho rằng Moscow đang lợi dụng để đẩy nhanh cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu và làm mất ổn định sự thống nhất của Phần Lan. Việc đóng cửa biên giới đã vấp phải sự phản đối của một số cư dân, trong đó có người Nga sống ở Phần Lan và những người có hai quốc tịch. Hàng trăm người đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Helsinki vào ngày 19 tháng 11, phản đối bức màn sắt mới. Phần Lan trở thành thành viên NATO từ mùa hè năm nay. Hành động này cho thấy họ càng ngày càng lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Nga mở cuộc xung đột tại Ukraine. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Theo Reuters, mới đây, ứng cử viên đường lối cực hữu Javier Milei đã giành chiến thắng cho chiếc ghế tổng thống tại Argentina. Theo kết quả chính thức, ông Milei, 53 tuổi, đã giành được khoảng 56% phiếu bầu. Trong khi đó, đối thủ của ông, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Sergio Massa, giành được 44% phiếu bầu. Ông Milei xuất thân là một nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự do và mới chỉ tham gia chính trường trong 2 năm trở lại đây.
Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Milei đã cam kết sẽ chấm dứt tình trạng sa sút kinh tế của Argentina kéo dài hàng chục năm qua. Dự kiến, Tổng thống đắc cử của Argentina sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng 12. Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ vào giữa tháng 8 vừa qua, Hạ nghị sĩ Javier Milei đã làm rúng động dư luận Argentina khi giành tỷ lệ phiếu bầu cao nhất lên tới hơn 30%. Trong khi đó, Bộ trưởng Massa đứng thứ hai với 21,4% số phiếu ủng hộ. Theo giới chính trị gia, chiến thắng của ông Milei được so sánh tương đồng với thắng lợi bất ngờ của ông Donald Trump tại Mỹ vào năm 2016. Vừa rồi là các thông tin trên thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với các thông tin tại Việt Nam. Vâng thưa quý vị, trong ngày tri ân nhà giáo Việt Nam, Minh Ngọc xin được mời quý vị cùng đến với tin tức đầu tiên liên quan đến chủ đề giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đưa dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện. Thưa quý vị, trong phiên họp sáng nay ngày 20 tháng 11, nhiều đại biểu đã cùng đề cập đến tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Thái Bình cho rằng, với mức thu nhập của giáo viên hiện nay thì dạy thêm đã trở thành giải pháp để cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống. Tuy nhiên, mặt trái của hoạt động này là có nhiều giáo viên chỉ dạy bài học trên lớp lửng lơ, nửa chừng và sẽ tiếp nối ở lớp học thêm. Nội dung kiểm tra, đề thi cũng được giáo viên đưa ra khi dạy thêm, khiến cho điểm số chênh lệch giữa học sinh đi học và không học thêm. Ngoài ra, chi phí cho con học thêm cũng là khoản tiền lớn trong không ít gia đình, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Do đó, ông Huy đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi các quy định liên quan, siết chặt chất lượng giờ học chính khóa và nếu dạy thêm xuất phát từ nguyện vọng của người học thì không đáng bị lên án. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận định cần phải đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là cơ sở pháp lý để quản lý việc học và dạy thêm ngoài trường học. Ông cũng mong phụ huynh phối hợp với ngành giáo dục vì nguyện vọng học thêm một phần đến từ phụ huynh. Có cha mẹ thấy con học một ca chưa yên tâm, nghe ở đâu có thầy tốt lại chở con đến học một tối 3-4 ca, thấy con mình chưa xuất sắc cũng chưa hài lòng. Đây cũng là nguyên nhân gây căng thẳng trong việc học của trẻ. Chuyển qua tình hình tại Sài Gòn, hàng chục người dân phải dừng xe nhặt đinh trên quốc lộ. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay ngày 20 tháng 11, hàng chục người dân chạy xe qua cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã phải dừng xe để hút nhặt đinh do những đinh tặc rải trên đường. Tình trạng này xuất hiện nhiều năm nay, đã giảm một thời gian thì nay lại tiếp tục lộng hành, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Phát hiện trên đường có quá nhiều đinh, một số người dân dù đang trên đường đi làm cũng dừng xe lại để hút nhặt đinh vào giờ cao điểm. Chỉ với một đoạn đường chỉ dài 400m nhưng sau 1 giờ đồng hồ, người dân đã nhặt được đến 2kg đinh. Các mảnh đinh được rải có hình thoi sắc nhọn ở hai đầu, lượng đinh nhặt rải ở mật độ cao và dày đặc khiến cho xe máy rất dễ dính bẫy. Một số người dân khác thì cho hay là rất bức xúc về tình trạng rải đinh đã tồn tại nhiều năm nay trên tuyến đường này, dù lực lượng chức năng có đi xử lý nhưng không thấy giảm bớt. Đáng nói là đoạn đường nằm ở phía dốc cầu Linh Xuân nên rất nguy hiểm. Dưới chân cầu vượt một dòng chữ, đoạn đường có đinh, bà con chạy chậm, được viết lên tường để cảnh báo người đi đường. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác. Vào ngày hôm nay ngày 20 tháng 11, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết tổ bắt và xử lý chó mèo thả rông đã đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên tại thành phố này. Cụ thể, tổ chức kiểm tra bắt giữ chó mèo thả rông, chó không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh dại tại các tuyến đường, sau đó thực hiện tiêm vaccine phòng dại khi đến thời gian tiêm phòng theo quy định. Tạm giữ chó mèo thả rông tại địa điểm của phường và chăm sóc trong thời gian 24 giờ. Cùng lúc đó, phường cũng sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin của phường về địa điểm tạm giữ để chủ vật nuôi biết đến nhận trong vòng 24 giờ. Trong trường hợp sau 24 giờ kể từ thời điểm thông báo mà chủ vật nuôi không đến nhận thì phường sẽ đưa tới khu nuôi nhốt chó mèo thả rông của thành phố. Trước đó, nhằm xử lý tình trạng bò thả rông gây ảnh hưởng đến khu dân cư, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cũng đã thành lập một tổ công tác chuyên xử lý. Mỗi con gia súc bị bắt giữ muốn nhận lại, chủ phải nộp phạt số tiền từ 500 đến 700 ngàn đồng. Một thông tin từ đỉnh Phan Xipang thưa quý vị, đỉnh Phan Xipang xuất hiện băng tuyết, Bắc Bộ tiếp tục thời tiết hanh khô. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng ngày 20 tháng 11 ngày hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn làm nhiệt độ khu vực đỉnh Phan Xipang giảm sâu xuống dưới 0 độ C và sương muối hình thành.
Đến khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay thì tại đỉnh Phan Xipang của Lào Cai, cao 3.143m, lần đầu tiên trong mùa đông năm nay đã xuất hiện lớp băng mỏng trên mặt đất cây cỏ. Lớp băng mỏng còn gọi là sương muối phủ trắng sàn gỗ khu đặt biểu tượng Phan Xipang. Băng duy trì khoảng 30 phút, khi trời nắng thì băng tan. Băng giá thường hình thành khi nhiệt độ không khí dưới 4 độ C, bề mặt các vật thể hay là cây cỏ ở mặt đất xấp xỉ 0 độ C. Hơi nước sẽ ngưng kết thành thể rắn, xốp và có màu trắng như muối nên gọi là sương muối. Liên quan đến tình hình thời tiết Bắc Bộ trong những ngày sắp tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông Bắc khô thổi từ mặt đất lên cao nên ban đêm thì nhiệt độ xuống thấp, vùng núi từ 10 đến 12 độ, đồng bằng từ 13 đến 15 độ, ban ngày 25 đến 27 độ. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao cùng với độ ẩm không khí dưới 50% khiến cho trời hanh khô. Trong tuần này, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết duy trì kiểu khô hanh, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng hơn 2 đến 3 độ so với tuần qua, dao động từ 27 đến 29 độ. Một số nơi núi cao có thể xuất hiện sương muối ảnh hưởng đến cây trồng. Vào đầu tuần này, thời tiết miền Trung lại thuận lợi và hưởng nắng. Khoảng từ ngày 25 tháng 11, mưa dông có thể quay trở lại nhưng tập trung ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, một số nơi khả năng mưa to. Đồng thời, Tây Nguyên Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông về chiều tối hoặc là đêm trong giai đoạn này. Đáng chú ý, ảnh hưởng của chiều cường, các vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều. Hiện tượng này cũng làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ. Vâng, và những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại video tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các video kế tiếp.